Thời gian gần đây, nhiều tỉnh thành trong đó có Bến Tre xuất hiện hiện tượng rất nhiều người đổ xô đi tiêm vaccine ngừa cúm, viêm phổi vì tin rằng những mũi tiêm này sẽ phòng được Covid-19. Điều này đã dẫn đến hiện tượng khan hiếm, cung không đủ cầu của những loại vaccine này. Các chuyên gia y tế cho biết khi tiêm được các loại vaccine như cúm, viêm phổi, do phế cầu hay các bệnh lý khác đều rất tốt vì có tác dụng hỗ trợ phòng bệnh. Song, muốn phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 chỉ có vaccine phòng Covid-19. Các biện pháp 5K đã được khuyến cáo như sử dụng khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp nhân dân. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh Bến Tre cho biết, trong 12 giờ qua từ 18 giờ ngày 2 tháng 1 đến 6 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022, tỉnh Bến Tre ghi nhận thêm 120 ca dương tính mới. Tất cả trường hợp mắc mới đều là ca cộng đồng. Cụ thể, huyện Dòng Trơm 95 ca, huyện Châu Thành 8 ca, huyện Mỏ Cày Bắc 6 ca, huyện Bình Đại 4 ca, thành phố Bến Tre 3 ca, huyện Mỏ Cày Nam 2 ca, huyện Thành Phú 1 ca, huyện Hoa Tri 1 ca. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh tổng số ca dương tính 26.322 ca, tổng số F0 điều trị tại nhà 15.254 ca, tổng số F0 kết thúc điều trị 19.182 ca, tổng số ca tử vong 206 ca. Vaccine cộng 5K cộng ý thức người dân, dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt.